cùng với chương trình Connie Channel và mình chính là Connie đây. Thì hôm nay Connie sẽ quay trở lại với một chủ đề, đó là chương trình mini. Thì hôm nay Connie sẽ chương trình mini nha. Thì mini đã được ra đời rồi. Thôi đùa tí thôi. Thì đây chính là kết thúc mua hàng và tiền ship này là mình đã ghi lộn hết rồi. Vì nếu như là ship ở đồng bằng sông Cửu Long ấy, nói trong đồng bằng sông Cửu Long thì giá sẽ là 25k ship, còn ngoài đồng bằng sông Cửu Long ấy thì sẽ là 28k ship, còn ship nhanh ấy thì sẽ là 35.000. Và shop mình làm việc vào sáng từ 7 giờ cho đến 1 giờ và chiều từ 15 giờ cho đến 19 giờ ha. Mua hàng thì cập kèm hoặc là xác nhận các bạn. Và đây chính là kết thúc mua hàng, mình sẽ để link Facebook ở dưới phần mô tả. Đây là Zalo của mình ship đơn trên 50k thôi nha. Đó, ok. Và không dài dòng video nữa, chúng ta bắt đầu bắt thôi. Let's go. Trước khi vào video thì đây chính là những cái bao bì mình sẽ kèm cho các bạn khi mà mua chiếc xe mini bên mình nha. Đây có rất là nhiều bao bì luôn, các bạn đừng có lo nha. Và có cái bao bì nhỏ nhỏ xinh xinh này, móc khóa các thứ à. Khi các bạn mua hàng được kèm đầy đủ hết nha. Và được kèm quà nữa. Tất cả đơn hàng đều được kèm quà nha các bạn nha. Ok, và bây giờ mình vào video thôi, let's go. Nên em chắc là các bạn sẽ là những cái em xe mini bị lỗi giá mình sale đồng giá là 5k. Em nó bị nứt icon nè. Đấy, về thì bị nứt icon rất là buồn luôn. Cái này thì nó bị dính lọ. Đấy, chỉ bị thế thôi là mình sale luôn. Cái này chỉ bị nứt rách. Nói chung là nó bị vì những cái hoa đấy. Em này thì bị chấp sơn. Nói chung là nó tất cả đều bị lỗi. Nhưng em này là không bị lỗi gì hết. Nó chỉ cái là giống như là có ai dán keo ở chỗ này mọi người. Nên là mình sale luôn. Đó, đồng giá tất cả là 5k nha. Ao nét kinh luôn đấy. Ok, giúp mà các bạn là những cái mẫu cũng là đồng giá 8.000 luôn. Và nó mới nha. Và ý em này mình sẽ bán với giá là 12.000 lận ấy, tại giá mình nhập là 13 lận. Mà do là cái em này là một cái lớp sơn nó kiểu như là nó dễ bị nứt, nên là nếu như trong quá trình vận chuyển mà nó có bị nứt ấy, nên là có thể lắm. Nên là mình mới sale giá này còn là 8.000 luôn ấy. Trời ơi, giá thị trường không phải là 8.000 đâu. Nó rất là chậm tăng luôn. Và nó hiếm nữa. Đây, nó rất là chậm tăng các bạn. Thế thì mình có cái này nữa nè. Mình thích nhất là cái mẫu này. Nó rất là mềm luôn. Cái cả là sơn này nó hơi giòn ấy, nên là có thể trong quá trình vận chuyển nó bị o lỗi, nên là mình có sale lại rồi. Các bạn cân nhắc trước khi mua hàng nha. Và mình có thêm cái macaron này, giá là 8.000 luôn. Đấy, cái bánh kẹp này nữa. Và cái cục kem. Đấy, và đây chính là những cái mẫu giá là 8.000. Tiếp theo cũng là 8.000 luôn. Nếu như cái ánh sáng và cái video này nó không chất lượng thì mong tất cả các bạn thông cảm cho mình nha. Thì 8.000 luôn, không mới nha. Đây có em cơm nấm nè. Em này nè. Này, em này hiếm lắm nè mọi người, pizza. Nó chậm tăng vừa ấy, chất nó rất là mềm và đặc luôn. Chất đặc nhưng mà nó mềm lắm. Nó mềm từ xa luôn. Này có kem thì mình có hai tóc ha. Tóc này là cái dạng chậm tăng á. Tóc này thường sẽ ít chậm tăng lắm, nhưng mà cái hàng không hiểu từ xa nó là chậm tăng. Đợt này về mini mềm không à mọi người. Em này siêu chậm tăng luôn á. Đây mình có hai cái em đầu gối vuông luôn. Em này là mới này. Em này cực kỳ là mềm luôn. Siêu mềm và chậm tăng. Nó mỏng nhưng mà nó mềm. Thêm 2 macaron này, 8k luôn ha. Em này, bánh bao Galaxy, siêu chậm tăng. Cái này là cái bánh hamburger, không biết phải hamburger không nữa. Nói chung là hàng ngọc này hiếm không à. Đấy, ok, thì em này nữa nè. Em này với em này không giống nhau nhỉ. Đấy, ok, và đây là những mẫu 8k. Tiếp theo là những mẫu giá là 10.000 và mình có kem. Cái em này mình ý là mình mua có 2 cây thôi mà người ta giao cho mình tặng 4 cây luôn. Không hiểu tại sao luôn á mi. Đây, mấy em kem này mình thấy nó lại lạ rồi. Nó ao nét thế nào. Đấy, nó chậm tăng vừa ha. Đấy, mấy em này nó hơi lạ lạ so với em này là cái em quen thuộc nè. Còn mấy cái em này là mấy em nó lạ. Em này nó mềm hơn. Mình có thêm hai cái con này. Rồi siêu chậm tăng luôn. Super chậm tăng luôn ấy. Và cả là nó hiếm nữa. Đây là chất lượng 1. Về được 2 con. Em này, 1 con thôi. Cái táo này 10k luôn. Đây, cái con mặt khỉ này, hình như mình nhớ có tới hai cái bạn hầu lận. Chắc là mình để bên kia rồi. Đây là cái bạn hầu hình như là con trộm. Này mọi người thấy gì không? Đấy, nó ngược. Mình không hiểu tại sao mà người ta lại dán ngược được, mình không hiểu luôn. Đấy, nghĩ sao mà dán ngược thì không biết luôn. Em mặt thỏ, nó siêu chậm tăng luôn, cái icon nó vẫn còn rất là mới. Nhưng mà nếu như trong quá trình vận chuyển nó có bị nứt icon thì mong các bạn đồng cảm cho mình nha. Siêu chậm tăng. Em này rất là hiếm luôn. Thị trường hình như có bán. Em là sao nữa nè. 10k ha. Tiếp theo chính là các bạn vẫn là những cái mẫu giá là 10.000. Và mình có mẫu donut này. Đấy, donut này nó bóp nó rất là êm tay chứ không phải nó là mờ. Tay mình nó hay sao hết. Nói chung là nó rất là êm luôn. Đấy, 10k. Cái em donut này là cái vạn của nó là cái size to. Mọi người là thấy nó siêu to khổng lồ luôn này. Đấy, nó to hơn những cái donut thường. Tức là nó chậm tăng hơn nữa. Rất đặc nhưng mà chậm tăng.
chất tốt lắm. Nói chung là em này rất là tốt, giá là 10.000 luôn. Em macaron là to 10.000, em này ý là có 8.000 thôi nhưng mà nó siêu chậm tăng luôn các bạn. Cái mẫu này thường sẽ bị cứng cả là nó không chậm tăng, nhưng mà riêng cái em này thì mình không biết tại sao mà nó lại chậm tăng như vậy. Đấy, đây là mặt mèo thì tình luôn cái Amiga. Mặt mèo thì mình có cái ma mặt lại nha, rất là chậm tăng. Hai cái mẫu này là chậm tăng hơn, tại vì ba bao bì á, tất cả là mình tua nhanh nữa, các bạn thông cảm nha. Cái mẫu này thì nó không chậm tăng nhưng mà nó rất là, nhìn nó rất là giống thật. Đấy, mềm lắm. Mẫu này thì siêu chậm tăng luôn. Cái đầu ông già Noel nè, hiếm mấy. Con này thì siêu mềm luôn, mềm nhũn luôn, mọi người hiểu không? Đây là cái con panda, nó cũng rất là mềm luôn. Nè, cái này là cái bánh kẹp nó size lớn không? Nó size to hơn cái kia, bây giờ mình lục lại thì không thấy rồi. Nó size lớn hơn, mấy bạn phân biệt được. Đấy, nó chậm tăng hơn nữa. Ok, và đây là những mẫu 10.000. Tiếp theo chứ mà các bạn là những cái mẫu với giá là 12.000 thì mình có kem. Đấy, kem này nó to lắm á, to cực luôn. Đây là các em mình chơi mini game nè, mọi người thấy là nó to, nó cao chứ mà nó to. Đấy, em này thì là mới, nó không có bị dán keo gì hết, mình kiểm hàng rồi. Giá là 10.000 nha. Donut Galaxy 12 nha, đồng giá 12 nha, mình lộn 12 nha. Mình thấy em này giá 15 không á. Mình có rất là nhiều thỏ, chuột và các thứ luôn. Đây là thỏ và đây là chuột ha. Chuột mình về được 2 em. Chuột về tới 3 em rồi, có một em thỏ rồi. Này, màu vàng, màu hồng, mình thấy em này chậm tăng nhất rồi. Màu hồng, màu này nữa. Đây, em này là chậm tăng và mềm nhất luôn. Thì nào nhanh tay thì gần em này về ha. Mình có bánh kẹp 12 luôn, to lắm. Em này nè, tuy là nó không có được chậm tăng nhưng mà nó rất là giống thật. Đây chính là một cái miếng giấy thật sự luôn chứ không phải là ấy nha. Tại vì mình như thấy người ta bóp hơi nhiều nên nó nhăn á. Tuy nó chậm tăng mà nó rất là giống thật. Chân một cái là không ai nghĩ đây chính là cái bánh giả luôn á. Cái này rồi, cái này bánh dứa 12 luôn, nó to lắm ấy. Nè, các bạn thấy lạ không? Đây là cái donut siêu to luôn. Để mình kiếm cái donut hoa. Cái donut hoa kia là nó nhỏ hơn nha mấy bạn, nhỏ hơn. Cái này siêu chậm tăng luôn. Cái camera nó cứ thế nào ấy. Đấy, thì em này thì giá là 12 luôn. Đây, em này là cái size mini nha. Size mini nha mọi người. Nó nhỏ hơn cái lát kia. Đấy, chậm tăng vừa thôi. Và em này cũng giá là 12 luôn. Tiếp theo chứ mà các bạn là những cái mẫu với giá là 14.000. Thì mình có hai cái mạng đầu này. Nó mềm lắm á. Em này là mềm nhất luôn. Mềm kiểu như là mềm y chang bóp bông gòn vậy đó. Em này cũng vậy luôn. Panda này, em này là cái mạng thầu mà nó không có icon đấy. Mình giờ 14 luôn. Đây là hamburger 14 luôn ha. Chờ lúc trước là mình bán hamburger là giá là 25.000 ấy. Bây giờ thì giá nó rẻ cực kỳ luôn. Cuối cùng trong cái video này là những cái mẫu đại diện cho giá là 15.000. Đấy, rất là rẻ luôn. Hầu như là không có em nào 16 luôn. Em này là rất là mềm, cực kỳ là mềm luôn. Về được 2 cốc này. Đấy, 15k. Thật mình đánh giá hai cái mẫu này là mềm, cực kỳ là mềm luôn. Nó mềm dữ lắm, mềm luôn ấy. Về mà nếu em này không mềm thì có thể hoàn lại cho mình luôn á, chứ nó có rất là mềm luôn. Đấy, em này 15k luôn ha. Em này 15 luôn. Mặt này nữa, cuối. Và hai cái kem này hiếm lắm nha. Tất cả nó xinh cực kỳ và nó mềm chậm tăng nó luôn. Nó có sắc luôn. Ok, và mình đã hết rồi, video cũng đã kết thúc rồi. Em nào thích video của mình thì ở nút like và đăng ký nha. Và cách thức mua hàng các bạn có thể xin dưới phần mô tả hoặc là xem lúc đầu video của mình. Bye bye và hẹn gặp lại. À, mọi người đừng quên hóng video retouch và rút retouch nha. Bye bye.